Bịt con mẹ mà tôi đang bị thằng tù ở Ninh Giang, thằng này là thằng ma tù ở Ma Khê đấy các bạn. Thế ngày xưa tớ mua cái chứng minh thư trong nhà nghỉ là cái giấy tờ Hoàng Thiên Lân năm 2014 đấy. Thế là quan ba cho tớ, thế đầu thai thằng chó này làm trai bao, mà thằng Ma Vương nhập hồn về kiếm tận chỗ Ninh Giang nhà Thiên Hoàng đấy. Xong bây giờ cứ đi theo quậy phá giả vờ hiếp dâm trộm. Thế là tớ đang ở trong văn phòng thì tớ làm việc, con chó này giả vờ định bị sao não xem tớ đâu đến ăn cắp con bạn. Thằng chó này rất khốn nạn nha, nếu mà đàn bà nếu nó xịt thuốc hiếp dâm trộm xong nó gây sự nó chấn đổ của người ta. Thế tớ đang ngồi làm việc ở đây bịt mẹ con chó hai thằng trai bao tớ vừa quay lên TV đấy. Con chó điện ăn ám sát tớ đấy các bạn. Bịt mẹ thằng tù là chính thằng tù ở Ninh Giang đấy. Bịt mẹ có điện thoại xong não. Hôm qua tôi được ngầm tôi ngồi trên văn phòng 13, tôi ngầm được một bà đi kiện ở như này. Thằng tù này bắt tôi quay hình nó lên TV và bà bắt được ngầm nhân thể của nó chính là linh hồn thằng ma chó đấy. Địt mẹ thằng tù chỗ Ninh Giang này các bạn xem mai tôi quay hình của nó lên TV cho các bạn. Con chó là một thằng ma cà rồng, nó chuyên nhập hồn vào con người, nó là một linh hồn chứ không phải con người các bạn. Thế bà nào, nó đầu tiên nó giả vờ biến thành con trai hiếp dâm bà đấy ở trong nhà, xong là biến thành con gái đến đánh ghen, xong là tạt axit đánh bà đấy để giật đồ giật tiền các bạn. Hôm qua tớ ngồi trong một bà Hải Phòng mấy anh chim lợn như thế, con chó nó rất khôn nạn nhá, đi tất cả các tỉnh thành phố các nơi con chó Covid là toàn giả giọng chó như thế thôi, ai cũng ghét kinh kinh tởm nó như chó các bạn. Nhìn thấy tớ đang ngồi ngoài đường khâu quần áo để quay phim cho cái quán bar này chứ đi làm, địt mẹ con chó này giả vờ nói chuyện tưởng nhà ông nó cô đồ đạc đi ăn cắp con bạn. Địt mẹ mày rất xông vào nhà tớ để gây sự, yêu ơi địt mẹ thằng trai bao bẩn vãi lồn ra, địt nhau mới phò đéo giả tiền các bạn, xông vào nhà ăn cắp như đúng rồi đấy. Thế tôi nói thật các bạn, đây là dịch bệnh Covid. Ngày xưa tôi xem trên kênh Pluto đi, người ta nói rất nhiều. Tôi vẫn còn nhỏ, con chó nó cứ đến quậy phá nhà tớ các bạn ạ. Tôi đang, các bạn nhìn tôi đang ngồi may vá ở chỗ ven đường vừa đi qua phim, con chó xông vào móc cái gì ăn các bạn ạ.